cũng nhà đó, à, ê, nhớ đó là bà cũng bắt cơm từ thiện mà bắt rẻ cho tôi nữa nè. Nhớ trơn hả? Nhớ hay quá ha. Tại vì á, mình bán cho những người ta lao động. Đúng rồi, chị nói gì lao động mà chị đó cơm với mắm ngon. Bán cho người ta ăn ngon thôi chứ không có tính thêm. Rồi mấy người người ta làm việc thì người ta ăn nhỏ nhẹ ít thì người bán bình thường, còn những người lao động những người bán rẻ người ta ăn người ta no lòng. Cái kênh của ông là gì bây giờ?